Không có bị Đường Tam nhìn, Đường Hạo không hề ẩn giấu thế giới nội tâm của chính mình nữa. Trên mặt những đường nét rõ ràng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, nụ cười vẫn mang theo một tia lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào thác lực đang đổ xuống trước mặt. Lương theo tia tinh thần ba động chậm rãi xuất vào bên trong khối đầu cốt, trên khối đầu cốt làm quang bỗng trở nên mạnh mẽ hẳn lên. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đem thân thể của Đường Tam bao phủ vào bên trong, tản ra ánh sáng lam nhạt. Hồn cốt sở dĩ còn chân quý hơn cả hồn hoàn, ngoại trừ việc nó rất ít khi xuất hiện bên ngoài. Hơn nữa thì việc hấp thu nó không bị hạn chế bởi hồn lực mạnh hay yếu. Nói một cách khác, nếu như người đó có vận khí tốt, thì ngay cả khi người đó là cấp hồn lực, thì cũng có thể hấp thu khối hồn cốt cấp bậc 10 vạn năm. Bởi vậy, lúc này tuy Đường Tam đang hấp thu chính là hồn cốt của hồn thú trên 5 vạn năm tu vi, cũng sẽ không có bất cứ điều gì nguy hiểm. Thậm chí so với lúc hắn hấp thu hồn hoàn của Nhâm Diệm Ma Chú còn an toàn hơn rất nhiều. Bị bao phủ bởi lam quang, đầu tiên Đường Tam cảm thấy một tia hồn lực lạnh như băng rót thẳng vào trong óc mình. Đó là một loại năng lực bà động làm hắn phi thường dễ chịu. Hơn nữa thanh lương trực tiếp chui qua mi tâm mà vào, từ từ kích thích đại lão của hắn. Lời nó đi qua khiến cho đại lão như được mở thông cả ra. Cái loại thẩm thấu kỳ diệu này là lần cảm giác dễ chịu nhất mà trước này hắn từng trải qua. Giờ khắc này, rất nhiều sự tình trước đây mình còn không hiểu thì nay trở nên rõ ràng hơn. Càng làm cho Đường Tam kinh ngạc hơn chính là lời khí lưu trong trẻo lạnh lùng đó đi qua, khiến cho cả đại lão vào cơ thể của mình như lột xác. Tinh thần lực có thể thoát ra khỏi cơ thể, nhưng đối với tại tình huống của tinh thần lực này, Đường Tam cũng không vội sử dụng. Lúc này ảnh hưởng của luồng khí lưu lạnh lẽo này không ngừng làm tốc độ tăng trưởng của tia tinh thần lực được đề cao kinh người. Hơn nữa Đường Tam với tia tinh thần lực này càng làm cảm thấy gắn kết hơn, chỉ cần ý niệm vừa động là có thể dễ dàng chỉ huy nó. Quả nhiên không hổ là tinh thần ngưng tụ trí tuệ đầu cốt, tinh thần lực trước nay chưa từng có ngưng tụ lại, làm cho đại lão của Đường Tam như là bị mở rộng ra, không cần dùng con mắt, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng cảm nhận được bên ngoài đang xảy ra vấn đề gì. Lời tinh thần lực đi qua, chung quanh trăm thước tất cả đều bị Đường Tam bao quát, hắn thậm chí thấy cả vẻ mặt nhu hòa của phụ thân, mà tốc độ tinh thần lực phách tương bao quát lại là chỉ trong giây lát mà thôi. Đột nhiên cảm giác được tinh thần lực của con trai chợt tăng mạnh, hơn nữa lấy trung tâm hình tròn là hắn tản ra. Thần sắc trên mặt Đường Hạo nhất thời căng thẳng, trầm giọng quát, tinh thần ngưng tụ không được phóng ra ngoài, để ngừa khả năng mất khống chế. Thanh âm Đường Hạo cũng không lớn, nhưng mang theo chấn động tinh thần mạnh mẽ, Đường Tam phóng xuất ra tinh thần lực dĩ nhiên bị hắn mạnh mẽ ép bức trở về trong cơ thể. Nghe được thanh âm của phụ thân, Đường Tam nhất thời trong lòng lo lắng, vội vã thu liễm tinh thần lực ngưng tụ lại vào trong đầu. Tại nháy mắt trước khi tinh thần lực thu hồi, hắn mơ hồ cảm thấy sau thác nước có cái gì đó với tinh thần lực của chính mình cộng hưởng với nhau. Không đợi Đường Tam kịp tới cẩn thận truy xét, khí lưu băng lạnh nọ chợt trở lên cường thịnh hẳn lên. Cơ hồ trong nháy mắt đem tinh thần của hắn trong nháy mắt bao phủ. Đường Tam không bị khống chế, đột nhiên mở hai mắt, hồn cốt màu lam nhạt nọ không biết lúc nào đã phóng đại đến lỗi kích cỡ đã ngang với chính đầu của hắn. Ngay khi Đường Tam mở hai mắt, trong nháy mắt tại lơi hai hốc mắt của đầu cốt lam nhạt chợt nổi lên hai luồng hỏa diễm màu lam. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai luồng hỏa diễm tựa như phun ra, thẳng tắp rót vào trong mắt của Đường Tam. Một trận đau đớn kịch liệt từ hai mắt truyền đến, Đường Tam không nhìn thấy hai đồng tử của hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu lam, ngay sau đó lại chuyển đổi thành màu tím, lam tử lưỡng sắc trong khoảng thời gian ngắn luân phiên lóng lánh 9 lần. Cuối cùng rốt cuộc chuyển về một loại màu ám lam trong suốt. Trí tuệ đầu cốt lại một lần nữa phóng lớn, tựa một cái lồng lớn dường như đem đầu Đường Tam bao phủ ở bên trong, rồi sau đó chậm rãi thu về. Lương khí lo đến gần đầu Đường Tam, cả đầu cốt đã hóa thành hư ảnh, lặng yên dung nhập vào bên trong của đầu Đường Tam. Lúc này, Đường Tam đã bị một mảnh hải dương trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ, cũng là một lần nữa không cảm thụ hết thảy xung quanh nữa. Phảng phất thân thể cùng linh hồn đều như bị tổn thương lặng lẽ, thậm chí ngay cả trên con mắt cảm giác đau đớn đều không còn cảm giác nữa. Lam quang ở trên đầu xoay quanh 3 ngày thời gian, 3 ngày này đối với Đường Tam mà nói, chỉ bất quá là thoáng qua rồi biến mất. Mà Đường Hạo lại vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh đợi hắn trong 3 ngày, loại trừ vẫn chú ý hoàn cảnh đang diễn ra của con trai. Nhưng ánh mắt của hắn lại hoàn toàn tập trung vào thác nước bên cạnh bất luận là ngày hay đêm. Khi mở hai mắt ra, cảm thụ đầu tiên của Đường Tam chính là bên ngoài hết thảy đều thay đổi. Tất cả sắc thái đều được hắn cảm giác thấy rõ ràng. Hắn thậm chí có thể chứng kiến được cả một đám năng lượng lốm đốm thật nhỏ ở trong không khí. Xung quanh hết thảy tựa hồ như được tạo thành từ những hạt năng lượng nhỏ vậy. Đường Tam bỗng giật mình phát hiện tử cực ma đồng của chính mình đã tới đỉnh điểm của tầng thứ 3. Khoảng cách đột phá đến cuối cùng là rất khó khăn, tuy nhiên lại đạt được hiệu quả vượt bậc. Đường Hạo thờ ơ lạnh nhạt, hắn quay sang nhìn con trai sau khi mở hai mắt, trong mắt xuất hiện tầng quang mang màu ám lam cường thịnh. Theo đôi mắt của hắn nhìn kỹ, đột nhiên hai đạo quang mang ám lam từ trong mắt Đường Tam bắn ra. Tử cực ma đồng không có ánh sáng màu vàng huyễn lệ, nhưng hai đạo ám lam sau khi bắn ra,
không chỉ phun tới khoảng cách 3 thước rồi biến mất như trước, mà lại bắn thẳng tắp về phía trước. Bắn mạnh đến tận mấy chục thước khoảng cách rồi trực tiếp xâm nhập vào trong mặt hồ nước. Đường Hạo là chứng kiến, mà Đường Tam chính là cảm nhận được. Hắn đột nhiên phát hiện, hai mắt mình trực tiếp có thể chứng kiến hết thảy mọi thứ dưới nước. Cho dù là lân phiến của các loài cá trong đáy hồ cũng thấy rõ từng phiến một. Đại não trước nay thông thấu chưa từng có, Đường Tam ngẩng đầu, ánh mắt hướng lên bên cạnh. Trong phút chốc, trong mắt đích quang mang ám lam chợt trở lên cường thịnh. Ánh mắt rơi vào bên trong một khối cự thạch, làm phát xuất ra âm thanh lổ vang ầm ầm. Khối cự thạch nó vì bị ánh mắt của hắn chiếu vào mà trong nháy mắt biến thành tê phấn. Chứng kiến một màn này, ngay cả đồng tử của Đường Hạo cũng không khỏi kịch liệt co rút lại. Đây là kỹ năng bao hàm bên trong hồn cốt. Hồn cốt sau khi được hồn sư hấp thu thì kỹ năng sinh ra đối với hồn sư tương tự đối với kỹ năng mà hồn thú có. Tương tự kể cả năng lực cũng tương đương như là hồn thú đó. Không thể nghi ngờ, tử cực ma đồng của Đường Tam là phi thường cường đại. Khối tinh thần ngưng tụ trí tuệ đầu cốt này tự nhiên đã đem kỹ năng của nó tác dụng lên tử cực ma đồng. Hai cái mạnh gặp nhau khiến cho sự kết hợp này trở thành một kỹ năng kinh khủng mà trước nay chưa từng có. Sau đó Đường Tam giải thích ngay cái kỹ năng mà mình vừa có là thấu thị vạn vật trên thế gian, phá hủy tất thảy những gì mình muốn phá. Kỹ năng đó được hắn đặt là tử cực thần quang. Một đạo tử cực thần quang phát ra, trước tiên Đường Tam cũng không hưng phấn, mà nhanh chóng tính toán xem tử cực thần quang đến tuyệt cùng uy lực có sức mạnh phá hoại đến mức nào. Đây là việc trước kia hắn không chú ý tới, nhưng lúc này tại đại lão hắn lập tức tự động tính toán. Hết thảy đều tự nhiên mà tiến hành, ý niệm tính toán trong đầu mới bắt đầu hiện ra. Đường Tam lập tức thông qua tình huống lúc khối đá bị nghiền lát, cùng với tình huống mặt đất lưu lại dấu vết xung quanh, rồi đơn giản tính toán. Rồi đưa ra kết luận tử cực thần quang phóng ra là một loại công kích tập trung. Bởi vì lực công kích tập trung cho lên chỉ một luồng năng lượng bắn ra cũng có lực phá hủy kinh khủng. Hơn nữa hắn đã phát hiện sự mạnh yếu của tử cực thần quang cùng sự vận chuyển tinh thần lực của mình là có liên quan. Mới vừa rồi hắn nhìn kỹ thủy đàm cũng không có phát động hiệu quả công kích, tinh thần lực chuyển động rất chậm. Mà trong sát la, khi hắn đem ánh mắt phát động công kích đến cự thạch, tinh thần lực nhất thời giống phun ra, mà hồn lực tiêu hao ngược lại không lớn. Nói cách khác, cái kỹ năng này hắn là lấy vận chuyển tinh thần lực là chính. Tinh thần lực vận chuyển càng nhiều, hiệu quả công kích cũng càng mạnh. Suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này, Đường Tam chú ý tới chính tinh thần lực mình cùng trước kia so sánh với tăng lên ít nhất là gấp trăm lần. Nguyên bốn tinh thần lực vô hình vô chất, ngay lúc này tại trong óc chính mình lại hội tụ thành một như một dòng sông màu bạc nhẹ nhàng như lưu động. Lời nó đi qua, chiếu sáng hết thảy trong đầu chính mình, làm Đường Tam chứng kiến càng nhiều thứ trong lão mình. Lực công kích của tử cực thần quang nếu cùng tinh thần lực có liên quan, như vậy xem ra chính mình có thể bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Đại sư trước kia từng đã dạy Đường Tam về phương pháp tu luyện tinh thần lực, chỉ bất quá khi đó Đường Tam kinh nghiệm chủ yếu đều đặt trên việc tu luyện huyền thiên công. Khi đó hắn xem tinh thần lực bất quá chỉ là hư vô mờ mịt gì đó mà thôi, chưa chắc sẽ có cái đó trọng dụng. Nhưng lúc này hắn đột nhiên suy nghĩ thông suốt, tác dụng của tinh thần lực không nhỏ một chút nào cả. Từ ý nào đó mà nói, tuyệt đối không yếu hơn so với hồn lực của mình. Hồn sư càng mạnh làm áp lực đối với người khác càng lớn. Luồng áp lực này từ đâu mà đến, là từ hồn lực phóng thích ra, nhưng đồng thời có tinh thần lực áp uy. Đây là tác dụng của tinh thần lực, càng huống chi hiện tại tử cực thần quang được tinh thần lực ủng hộ. Sở hữu một kỹ năng không hao phí hồn lực lại có lực công kích kinh khủng như vậy, đối với Đường Tam mà nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Đột nhiên Đường Tam lấy làm kinh hãi, hắn phát hiện bất quá chỉ là bắn ra một đạo tử cực thần quang mà khiến mình suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa tất cả đều rất thuận ý, tựa hồ suy nghĩ của chính mình thật giống như là sự thật đã có. Nguyên nhân từ trí tuệ đầu cốt đã làm cho ta có trí tuệ như vậy sao? Khó trách mỗi một danh hồn sư đối với hồn cốt đều khao khát như vậy. Đường Tam trong lòng âm thầm than thở. Lúc đầu với ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, hắn có được cùng với khi hấp thu hồn hoàn, sau đó nó cũng mang đến cho hắn bao nhiêu cái tốt. Mà trí tuệ đầu cốt này còn tốt hơn nhiều nữa, cơ hồ nó khiến cho Đường Tam như được mở rộng cửa lớn đối với việc tu luyện của hồn sư. Vì vậy tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là tử cực thần quang. Đường Hào đứng ở một bên vẫn không nói gì. Từ vẻ mặt đăm chiêu của Đường Tam là có thể nhìn ra hiện tại con trai mình đang đắm chìm trong những suy nghĩ mới. Đối với hắn mà nói, lúc này là vô cùng trọng yếu. Đường Hạo cũng mơ hồ có thể đoán được trí tuệ đầu cốt mang lại cho Đường Tam điều gì. Bởi vậy, hiện tại trong khoảng thời gian này, tự Đường Tam tự hỏi rồi lại có được câu trả lời đích đáng là điều rất trân quý. Một lúc lâu sau, Đường Tam dần dần từ suy nghĩ tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía phụ thân ở một bên. Hắn phát hiện, khi tinh thần lực của mình tản ra xung quanh, khi đang tập trung vào vị trí phụ thân, bỗng một hiện tượng làm cho hắn kinh ngạc.
đó chính là tinh thần lực trong đầu không cần khống chế. Nó tự vận động rồi từ từ khôi phục lại, mà lực tinh thần cùng với ngoại giới không có quan hệ. Hoàn toàn là do tự thân của hắn ngưng tụ khôi phục lại. Đại sư từng nói qua, thế giới tinh thần lực của con người là một thứ vô cùng thần kỳ. Chưa người nào hiểu được tinh thần lực là từ đâu mà đến. Mặt ngoài nhìn lại, nó tự hồ là hư vô mờ mịt, nhưng nó vẫn lại là sự tồn tại. Hồn sư càng mạnh, tinh thần lực cũng càng mạnh. Đường Tam không biết chính là lúc này Đường Hạo đã thầm giật mình, bởi vì cường độ tinh thần lực của hắn mà giật mình. Đường Hạo phát hiện Đường Tam lúc này có được tinh thần lực, dĩ nhiên đã đến gần hồn sư cấp bậc hồn đấu la. Hắn hiểu được, cũng không phải một khối hồn cốt ngưng tụ trí tuệ đầu cốt là có thể tạo ra tác dụng lớn như vậy. Khối đầu cốt dĩ nhiên có thể tăng cường tinh thần lực của Đường Tam, hơn nữa làm hắn lĩnh ngộ ảo diệu của tinh thần lực thế giới, nhưng hiệu quả thì có tuyệt đối không hẳn là mạnh như thế. Kỳ thật, trí tuệ đầu cốt đối với Đường Tam mà nói càng như là một chiếc chìa khóa. Đúng là nhờ có cái chìa khóa này đã mở ra cánh cửa của thế giới tinh thần. Từ nhỏ lúc bắt đầu mỗi ngày, Đường Tam đều đã đối mặt với ánh sáng mặt trời mà tu luyện từ cực ma đồng. Kỳ thật hắn cũng không biết, tu luyện như vậy không chỉ giúp cho con mắt mà đồng thời cũng đã rèn luyện tinh thần lực của hắn. Chỉ có điều, loại tu luyện tinh thần lực này vẫn được giấu trong lão của hắn mà không có biểu lộ ra ngoài. Đến lúc này, dưới tác dụng của trí tuệ đầu cốt, nhiều năm tu luyện đã khiến cho Đường Tam trở lên quán thông. Cánh cửa lớn của thế giới tinh thần hoàn toàn được mở rộng, chính điều đó mới khiến cho tinh thần lực của hắn tăng mạnh như vậy. Đương nhiên, tăng lên tới hồn đấu la cảnh giới cũng chỉ là tại cấp độ của tinh thần lực mà thôi, cũng không phải nói lên tử cực thần quang của hắn cũng có thể đạt tới hồn đấu la cảnh giới. Hết thảy những điều này đều phải nhìn tình huống tăng trưởng tinh thần lực trong tương lai, tăng cùng với các vận chuyển để thi triển tử cực thần quang cũng có ít nhiều quan hệ đến cấp bậc của nó. Đường Tam dần dần phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Đường Hạo đi tới trước mặt hắn, người hấp thu 3 ngày thời gian, xem tình huống và thời gian người hấp thu hồn cốt. Lên chủ nhân của khối hồn cốt này, chắc chắn phải là hồn thú ít nhất là 6 vạn năm, vận khí của người rất tốt. Ta nghĩ nếu như không phải ta xuất hiện, có lẽ Võ Hồn Điện sẽ âm thầm xuống tay với người. Khối hồn cốt này chắc chắn bài danh hàng đầu trong Võ Hồn Điện. 3 ngày, Đường Tam lấy làm kinh hãi. Ba, nói như vậy người đã 3 ngày không nghỉ ngơi. Đường Hạo hướng Đường Tam khoát tay, vấn đề này không trọng yếu. Đặc huấn luyện đối với ngươi hiện tại bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Đường Hạo giơ tay lên, phân biệt tại hai vai cũng như trước ngực của Đường Tam vỗ một chút. Ba cỗ nhiệt lưu đồng thời chảy xuống phía dưới, Đường Tam chỉ cảm thấy chấn động toàn thân đến tê dại. Cơ hồ là trong nháy mắt, đan điền đã bị một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng bao trùm. Lấy tinh thần lực hiện tại của hắn, cũng cảm thụ không đến một phần hồn lực còn tồn tại ở trong cơ thể. Ba, ngươi đây là... Đường Hạo thản nhiên nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không cần hồn lực. Ta tạm thời phòng bế nó để tiến hành đặc huấn đối với ngươi. Nhớ kỹ, lực lượng của hồn cốt cũng không cho sử dụng. Ta phòng bế hồn lực của ngươi không phải không tín nhiệm ngươi, mà là bởi vì tại đặc huấn của ta dành cho ngươi, rất dễ dàng khiến cơ thể của ngươi tự đem hồn lực dẫn ra. Cổ tay run lên, Đường Hạo trong tay nhất thời xuất ra một thành chú tạo ra chiếc búa rèn. Mặt trên vẫn mang theo hoa văn loang lổ, cùng lúc đầu khi ở nhà Đường Tam thì giống nhau như đúc. Cầm lấy, Đường Tam tiếp nhận chú tạo chùy, có chút không rõ ràng cho lên nhìn phụ thân. Đường Hạo chỉ tay tại chỗ thác nước, sang đó dưới thác nước có một khối đá cứng, đứng ở mặt trên luyện tập chùy pháp mà ta dạy cho ngươi. Loạn phi phong chùy pháp, Đường Tam ánh mắt không tự chủ được mà chuyển về hướng thác nước. Đường Hạo gật đầu, lúc nào ngươi có khả năng hoàn thành 9981 chùy, hơn nữa không loạn chút nào, giai đoạn đầu tiên của đặc huấn sẽ chấm dứt, đi đi. Vừa nói, Đường Hạo cũng tự đi tới phía trước một vách núi, cũng không thấy hắn chuẩn bị gì, một quyền oanh xuất ra, ầm ầm vang nổ. Trên vách núi đá lập tức mở ra một cái đại động sâu 3 thước, tay áo của Đường Hạo huy động, thổi đi bụi cho. Chính mình đi vào khoanh chân ngồi xuống, không cùng nói thêm gì với Đường Tam. Xem phụ thân biểu hiện như vậy, đồng thời lại nhìn chú tạo chùy quen thuộc trong tay. Đường Tam trong mắt nhất thời toát ra một vẻ kiên nghị, ùn một tiếng, nhảy xuống hồ nước, mang theo chú tạo chùy hướng dưới thác nước đi đến. Phương thức tu luyện chính thức của Thạo Thiên Tông từ hôm nay chính thức bắt đầu rồi. Quay trở lại với thất bảo Lưu Ly Tông, đã 3 ngày, chữ Vinh Vinh mặt mày vẫn ủ rũ, là không biết làm sao để nói với Áo Tư Tạp về quy củ của Tông Môn. Chữ Phong Trì đối với Áo Tư Tạp cực kỳ coi trọng, một gã chỉ có 16 tuổi, cũng đã đạt tới trên 40 cấp thực vật hệ hồn sư. Như vậy làm sao mà không coi trọng được cơ chứ? Trên đường trở về, chữ Phong Trì cũng đã hướng Áo Tư Tạp tỏ vẻ, Tông Môn đem toàn lực bồi dưỡng cho hắn. Cần cái gì cứ việc đưa ra yêu cầu. Áo Tư Tạp cũng không nói thêm cái gì. Đối với hắn mà nói,
chỉ cần có thể cùng chữ Vinh Vinh cùng một chỗ, như vậy là đủ rồi. Màn đêm phủ xuống, trong thất bảo Lê Thế Tông dần dần yên tĩnh. Chữ Vinh Vinh đang suy nghĩ về tâm sự đó, đột nhiên bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đóng. Ai? Chữ Vinh Vinh cảnh giác di chuyển. Là ta, thanh âm của áo tơ tạp từ bên ngoài truyền đến. Chữ Vinh Vinh hít sâu khẩu khí, trong mắt quang mang kiên định hiện ra. Nàng đã quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem chuyện đối với áo tơ tạp nói ra. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu như cứ chỉ hoãn mãi, chắc chắn thương tổn đối với áo tơ tạp càng lớn hơn. Hiểu rõ vấn đề rồi, lúc này nàng mới ra mở cửa phòng mình để áo tơ tạp tiến vào. Phòng của chữ Vinh Vinh hoàn toàn là do màu hồng nhạt tạo thành, ấm áp lại có chút lon nớt của một lữ hài nhi. Đây đã không phải là lần đầu tiên áo tơ tạp tới, nhưng mỗi lần hắn tới cũng đều khiến hắn sinh ra vài phần nhiệt huyết sôi trào. Vinh Vinh, ngươi đang làm gì vậy? Áo tơ tạp tiện tay đóng cửa lại. Chữ Vinh Vinh xoay người đi vào bên trong. Áo tơ tạp bây giờ bộ dáng không còn như trước kia nữa, râu mép trên mặt cạo rất sạch sẽ, tóc cũng đã cắt tỉa chải chuốt rất chỉnh tề. Một thân màu vàng phục sức tiêu chuẩn của thất bảo Lưu Ly Tông càng làm thêm dung mạo anh tuấn tiêu tái của hắn. Nhất là đôi mắt to khiến cô gái nào cũng phải ghen ghét của hắn, càng làm cho chữ Vinh Vinh không dám đối diện. Vài bước đuổi theo chữ Vinh Vinh, áo tơ tạp từ trong lồng ngực lấy ra một ít đồ đặt trên bàn. Vừa rồi ta đi ngang qua đây, thấy phòng nàng vẫn còn sáng lên đem tới, khuya như vậy còn không nghỉ ngơi sao? Chữ Vinh Vinh đưa lưng về phía áo tơ tạp nói, ta đi ngủ ngay đây. Sau khi áo tơ tạp gia nhập thất bảo Lưu Ly Tông, chữ Phong Chí trực tiếp cho hắn gia nhập vào nội môn. Phải biết rằng bên trong nội môn tuyệt đại đa số đều là trực hệ đệ tử của thất bảo Lưu Ly Tông, chỉ có hôn sư bên ngoài đặc biệt xuất sắc mới có thể tiến vào. Khi mà chữ Phong Chí trước đông đảo môn nhân tuyên bố áo tơ tạp trực tiếp tiến vào bên trong nội môn, thì trên người hắn không biết xuất hiện bao nhiêu ánh mắt ghen ghét cùng hâm mộ. Sau này người cũng không thể ngủ muộn như vậy nữa, như vậy đối với thân thể không tốt, hơn nữa thường xuyên ngủ muộn sẽ già nhanh lắm, áo tơ tạp hài hước nói. Chữ Vinh Vinh liền trả lời, ta mới 14 tuổi, già cái gì mà già. Áo tơ tạp nghe thấy thanh âm của nàng không khỏi sửng sốt một chút. Đã lâu rồi chữ Vinh Vinh không dùng thái độ như vậy nói chuyện với hắn, nghe giọng nói thái độ của nàng hôm nay rõ ràng có chút không đúng. Vinh Vinh, nàng làm sao vậy, tâm tình không tốt sao? Áo tơ tạp thấp giọng nói. Chữ Vinh Vinh không có trả lời, vốn nàng đã có chút dũng khí, chỉ có điều lúc này nàng thấy bản thân của áo tơ tạp. Dũng khí trong lòng không biết tại sao trong nháy mắt lại biến mất, những lời muốn nói đã ra đến miệng nhưng lại không thể cất lên lời. Thấy chữ Vinh Vinh không có mở miệng, áo tơ tạp không khỏi nhíu nhíu mày, than nhẹ một tiếng. Vậy ta về trước đây, ngươi nghỉ sớm một chút đi nhé, đây là một chút thức ăn ta mang đến cho ngươi, ăn đi rồi mới ngủ. Giơ lên tay muốn sờ mái tóc dài của chữ Vinh Vinh, nhưng hắn vẫn còn cố nhịu xuống. Lưu luyến nhìn bóng lưng xinh đẹp của chữ Vinh Vinh một cái, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Lúc chữ Vinh Vinh nghe áo tơ tạp nói là cố ý mang đến chút thức ăn cho nàng, nước mắt không thể kiềm được đã trào ra. Này áo tơ tạp, nàng đột nhiên quát to một tiếng, áo tơ tạp lại càng hoảng sợ, dừng cước bộ lại. Lúc hắn vừa mới chuyển thân lại, một trận hương phong đã ập đến mặt, chữ Vinh Vinh giống như cánh chim nhạt mềm mại, rồi mạnh mẽ lao vào ngực của hắn, gắt gao ôm lấy hắn. Một chút giật mình trong chốc lát, áo tơ tạp mới từ từ phản ứng lại. Mặc dù chữ Vinh Vinh đã đáp ứng cùng hắn gặp gỡ, nhưng mấy ngày nay hai người vẫn chưa bao giờ thân mật quá giống như bây giờ. Được ôm người ngọc thơm tho trong lòng, cái loại cảm giác này thật sảng khoái khó có thể hình dung nổi. Trở tay ôm thân thể mềm mại của chữ Vinh Vinh, chống ngực của áo tơ tạp không thể khống chế được đập loạn lên. Cô làm quả lữ cùng chung một phòng, được ôm tuyệt sắc mỹ nữ mà mình yêu thương nhung nhớ. Áo tơ tạp không phải là loại quân tử gì đó, trong đầu hắn lập tức dâng lên cái loại ý niệm kỳ dị. Nhưng là hắn rất nhanh tựa cảm giác được có gì đó không đúng, bởi vì ở trong lòng của hắn, thân thể mềm mại của chữ Vinh Vinh đang có chút co quắp. Một mảnh ướt át ở trước ngực đang từ từ lan ra. Vinh Vinh, ngươi làm sao vậy? Áo tơ tạp có chút đau lòng hỏi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà như lụa của chữ Vinh Vinh, nhẹ giọng hỏi. Ngươi tại sao lại đối tốt với ta như vậy? Tại sao? Chữ Vinh Vinh nghẹn ngào nói. Áo tơ tạp nhếch miệng cười, thầm nghĩ, nguyên lai nhà đầu này do ta làm cho cảm động. Trong lòng không có chút đắc ý, mỉm cười nói, ta tới thất bảo Lưu Ly Tông, ngươi là người thân duy nhất của ta, cũng là người ta yêu nhất, ta không đối tốt với ngươi hay sao? Ta sớm đã không có cha mẹ, nhưng bây giờ trời cao lại đưa ngươi đến với ta, nếu ta còn không biết trân quý, chẳng phải là thẹn với ý tốt của trời cao hay sao? Áo tơ tạp vốn là an ủi chữ Vinh Vinh, nhưng ai biết, nàng nói còn chưa nói xong, chữ Vinh Vinh đã lớn tiếng khóc, hai tay ôm chặt hắn. Cảm thụ thấy đau xót của chữ Vinh Vinh, áo tơ tạp có chút mờ mịt thất thố. Mấy ý niệm quỷ quái trong lòng lúc trước biến mất không sót lại chút nào. Nhưng hắn không biết làm thế nào trong lúc này có thể an ủi được chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, đừng khóc, ngươi khóc khiến cho lòng ta tan nát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hãy nói cho ta biết, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp người. Tiếng khóc của Chữ Vinh Vinh dần dần nhỏ lại, cắt gao ôm lấy eo của áo Tư Táp, làm cho thân thể mình hoàn toàn chôn ở trong ngực hắn. Rồi cúi đầu không dám nhìn hắn, cơ hồ là ngập ngừng nói, người biết không, chúng ta là không có khả năng cùng một chỗ được. Lúc vừa mới bắt đầu, áo Tư Táp còn không có nghe rõ, khi Chữ Vinh Vinh lại nói một lần nữa, hắn nhất thời giống như bị sét đánh. Thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay lưng lấy khuôn mặt xinh đẹp của Chữ Vinh Vinh, làm cho làng ngẩng đầu lên. Vinh Vinh, ngươi nói cái gì vậy? Thanh âm của áo Tư Táp có chút run rẩy. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, toàn tâm toàn ý yêu một người. Nhưng Chữ Vinh Vinh lại nói ra như vậy, làm cho hắn như thế nào có thể thừa nhận. Chữ Vinh Vinh nghiến chặt hàm răng, làng biết lúc này nếu không nói ra sự thật, tương lai chắc chắn sẽ làm cho áo Tư Táp càng thêm thống khổ. Nhắm hai mắt lại, làng có lén đau đớn của nội tâm. Ta nói, chúng ta là không có khả năng cùng một chỗ được, xin lỗi. Xin lỗi sao? Áo Tư Táp ngơ ngác nhìn nàng, trên mặt hiện ra một tia cười cổ quái. Vinh Vinh, người biết không, trước kia ta rất ít khi cạo râu. Đối với hết thảy mọi thứ, ta cho tới bây giờ không có quan tâm qua cái gì. Cho dù là Phấn Lan Đức viện trưởng nói ta là thiên tài, ta cũng chẳng muốn tu luyện, ta chỉ muốn bình an, vui vui sướng sướng sống qua cả đời này. Cho đến lúc ta gặp ngươi, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã không thể rời khỏi dung nhan giống như linh tinh của ngươi. Ngươi từng kiêu căng ngang ngược, cho dù là khi đó, bóng dáng của ngươi ở trong lòng ta cũng chưa từng mờ nhạt. Chỉ là ta nói cho chính mình, ta và ngươi là không có khả năng. Ngươi đường đường là một đại tiểu thư, mà ta chỉ bất quá là một gã hồn sư bình thường. Ngay lúc ta có thể đem bóng dáng của ngươi xóa ra khỏi tâm trí, ngươi lại bắt đầu thay đổi. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, ngươi đã thay đổi hoàn toàn không hề giống như trước kia nữa. Ngươi bắt đầu trở nên ôn nhu, càng ngày được mọi người trìu mến. Ma bệnh trên người của ngươi dần dần biến mất, mà cái bóng của ngươi tại trong lòng ta càng ngày càng trở nên rõ ràng. Tới một ngày, lúc ngươi nói với ta, nguyện ý cùng ta tạm thời gặp gỡ, ngươi biết tâm tình của ta lúc đó như thế nào chứ? Cho dù là lấy 100 khối hồn cốt để đổi lại, ta cũng tuyệt sẽ không trao đổi với một khắc thời gian cảm giác đó. Ta tưởng rằng mùa xuân của ta đã tới. Vì tương lai có thể cùng một chỗ với ngươi, vì có thể nhận được chấp nhận của cha ngươi, ta bắt đầu liều mạng tu luyện. Ta trước kia thích nhất là ngủ, nhưng bắt đầu từ ngày đó, cho tới bây giờ ta cơ hồ chưa có ngủ qua, mỗi ngày đều tu luyện không ngừng nghỉ. Cho dù là cô độc, cho dù là thống khổ, chỉ cần ta nghĩ tới mà lúm đồng tiền của ngươi khi ngươi cười, thì tất cả thống khổ đều bị ta dễ dàng đá ra. Ta phát hiện, ta thật sự quá yêu ngươi, có lẽ là ta không đáng gì mỗi khi ngươi gặp phải nguy hiểm. Lúc đó ta có thể ở trước ngươi bảo vệ ngươi, ta đều cảm giác được như vậy rất là hạnh phúc. Nước mắt theo khuôn mắt của áo Tư Táp chảy xuôi xuống, hai tay của hắn dần dần buông lỏng ra khỏi khuôn mặt của Chữ Vinh Vinh, từng bước bước chậm rãi thối lui về phía sau. Trong mắt hắn lộ ra không phải là bi thương, mà là một loại quang mang tựa hồ tuyệt vọng. Huynh đừng nói, áo Tư Táp, ta. Áo Tư Táp mỉm cười, nụ cười chào phúng, cũng không phải chào phúng Chữ Vinh Vinh, mà là hắn chào phúng chính mình. Ta thật sự rất ngu, kỳ thật ta đã sớm biết chúng ta không có khả năng. Thân là thiên kim đại tiểu thư thất bảo Lư Ly Tông, ngươi như thế nào với một tên tiểu tử như ta ở cùng một chỗ? Ta cho dù có cố gắng, cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt địa vị như ngươi. Tương lai, ngươi là tông chủ của thất bảo Lư Ly Tông, mà ta là gì cơ chứ? Cái gì cũng không phải. Ta thật sự là quá ngu, quá choáng váng. Chính là, ngươi tại sao muốn gạt ta? Biết rõ không có khả năng, ngươi tại sao cấp cơ hội như vậy cho ta? Tại sao? Nghe áo Tư Táp gần như là hét lên, Chữ Vinh Vinh mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt của làng vì khóc cũng đã đỏ hoe, tông dạng là cơ hồ cũng hét lên, bởi vì ta cũng đã yêu ngươi. Ngươi nói cái gì? Áo Tư Táp ngây dại, nhìn khuôn mặt kiều diễm đang đỏ lên của Chữ Vinh Vinh, hai mắt tuyệt vọng của hắn một lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Chữ Vinh Vinh nhìn chăm chú áo Tư Táp, nước mắt mông lung nói, đúng vậy, lúc vừa mới bắt đầu, ta đúng là không có quan tâm đến ngươi. Mặc dù ngươi rất anh tuấn, nhưng ta từ nhỏ gặp qua nam nhân anh tuấn rất nhiều, chính là ta dần dần phát hiện, ngươi là thật sự rất tốt với ta. Vì ta, ngươi có thể lỗ lực, ngươi có thể lỗ lực đích hết thảy, điều này cũng không trọng yếu, lúc ngươi bắt đầu khắc khổ tu luyện. Ngươi ở mỗi lần chiến đấu thì đều rất tự nhiên che chở ở trước mặt ta. Trái tim của ta bị ngươi từng chút một chinh phục, ngày đó đáp ứng cùng ngươi gặp gỡ, cũng không phải là lừa ngươi. Bởi vì ta muốn cảm nhận, ở trong lòng ta, ngươi đến tận cùng có địa vị như thế nào. Khi chúng ta thật sự cùng một chỗ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, nhìn ngươi mỗi một ngày bởi vì khắc khổ tu luyện mà gầy đi. Ta hiểu được, ngươi làm hết thảy đều là vì ta. Hình ảnh của ngươi trong lòng ta cũng từ từ lớn dần. Ta phát hiện ý niệm ta không muốn xa ngươi càng ngày càng mạnh. Vốn dĩ ta đã rất sớm nói cho ngươi là chúng ta không thể cùng một chỗ,
chính là ta thật sự không có nói lên lời. Không phải không đành lòng thương tổn người, mà là không muốn khiến cho mình từ trong cái loại cảm giác này thoát ly. Cái loại cảm giác này gọi là yếu sao. Áo tư tạp, ta biết ngươi vì ta nỗ lực rất nhiều, nhưng ngươi có biết nội tâm ta bị dày vò thế nào không? Ta không ngừng nói cho chính mình, sau khi đại tài chấm dứt sẽ đem sự thật nói cho ngươi, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới tu luyện của ngươi. Chính là tại trong nội tâm của ta cũng không nguyện nói sự thật cho ngươi, bởi vì ta không muốn rời xa ngươi. Ta không muốn rời xa nam nhân yêu thích đầu tiên trong cuộc đời, ngươi có rõ không? Liêu nói lúc trước áo tư tạp có chút chần chờ, lúc này nghe chữ Vinh Vinh khóc thổn thức như vậy, nội tâm của hắn dần dần mềm đi từng chút một. Nhìn chữ Vinh Vinh nước mắt trên mặt không ngừng tuôn rơi, nghe làng thổ lộ hết, áo tư tạp lần đầu tiên phát hiện tất cả nỗ lực của mình không có uổng phí. Đây là lần đầu tiên hai người mở trái tim, ánh mắt của áo tư tạp bắt đầu trở lên nhu hòa hơn. Vậy ngươi tại sao nói chúng ta không thể cùng một chỗ? Thanh âm của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Chữ Vinh Vinh rơi lẽ, bởi vì quy củ của tông môn, ngươi cũng biết, trước hệ đệ tử thất bảo lưu ly tông chúng ta đều là phụ trợ hệ hồn sư. Mặc dù trên người chúng ta có vinh diệu là đại nhất phụ trợ vũ hồn, nhưng mà trên thực tế, chúng ta lại vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khuyết điểm không có lực công kích. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao lúc đầu ta hướng xin tam ca chế tạo ám khí. Bởi vậy, tông môn quy định, phối ngẫu của tất cả hệ trực hệ đệ tử đều phải là chiến đấu hồn sư có lực chiến đấu cực kỳ cường đại. Như vậy mới có thể bảo vệ chúng ta, nếu là trực đệ tử khác, có lẽ còn có thể thông cảm. Nhưng ta là nữ nhi duy nhất của cha ta, cũng là người thừa kế duy nhất của chức vụ tông chủ của thất bảo lưu ly tông trong tương lai. Quy củ này, cha ta không có khả năng vì ta mà bỏ qua được. Tương lai ta chỉ có thể tìm một trượng phu có thể sử dụng vũ lực để bảo vệ ta. Áo tư tạp kinh ngạc nhìn chữ Vinh Vinh. Đây là nguyên nhân chúng ta không thể ở cùng một chỗ, bởi vì ta là một gã phụ trợ hệ hồn sư sao? Chữ Vinh Vinh hai mắt đẫm lệ ngây ngốc gật đầu. Chúng ta thất bảo lưu ly tông cho tới bây giờ cũng không có kỳ thị bình dân hồn sư. Chỉ cần gia nhập tông môn đều lấy thành ý để đối xử. Nhưng quy củ tông môn này, ta không có quyền thay đổi, cho dù là tương lai ta trở thành môn chủ cũng không được. Ta biết ngươi đối với ta rất tốt, ta đã thật sự thích ngươi, chính là nếu chúng ta lại tiếp tục như thế, tương lai chỉ càng thêm đau khổ. Ta không muốn ngươi đắm chìm ở trong đau khổ này, đau dài không bằng đau ngắn. Bây giờ nói cho ngươi còn không muộn, ngươi mới 16 tuổi, ngươi còn có tiến bộ tốt đẹp hơn của mình. Xin lỗi áo tư tạp, thật sự xin lỗi, nói tới đây, nàng đã lại khóc không thành tiếng. Áo tư tạp cay đắng nhìn chữ Vinh Vinh, thật sự có thể trách nàng hay sao? Không, đương nhiên không, điều này cũng không phải chữ Vinh Vinh sai. Khi hắn nghe được chữ Vinh Vinh nói yêu mình, địa phương mềm mại nhất của nội tâm hắn cũng hoàn toàn xúc động. Đối với hắn mà nói, chữ Vinh Vinh đối với hắn có hay không có tình cảm, so với tất cả mọi thứ đều quan trọng hơn. Muộn rồi, đã quá muộn rồi, mặc dù ta chỉ có 16 tuổi, nhưng trong lòng ta, Vinh Viễn đã không thể dùng người đàn bà thứ hai. Vinh Vinh, người biết không, bây giờ người nói cho ta biết đã muộn, ta yêu người suốt đời trọn đời, cho dù biển cạn đá mòn cũng không thay đổi. Đôi mắt đào hoa của áo tư tạp lóe ra quang mang vô cùng kiên định, tiến lên hai bước, nắm lấy bả vai của chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, nhìn ta. Thanh âm của áo tư tạp đột nhiên trở lên bình tĩnh trở lại. Chữ Vinh Vinh ngây cả người, ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên làng từ trong mắt của áo tư tạp thấy được quang mang đặc thù mà trước kia chưa bao giờ có. Loại quang mang này, làng chỉ mới thấy qua cho ánh mắt của Đường Tam cùng vừa đới Mộc Bạch. Vinh Vinh, ngươi hãy nghe ta nói, ta là không bỏ cuộc đâu, Vinh Viễn cũng không bỏ cuộc, ta thật sự cao hứng. Bởi vì ta lần đầu tiên từng nghe từ miệng của người nói ra ba chữ thích ta này, khó khăn xảy ra trước mặt chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta yêu nhau. Khó khăn chưa chắc là không thể phá bỏ, thất bảo lưu ly tông các người có cái quy củ này, đơn giản là hy vọng trực hệ đại tử có thể có cường lực bảo vệ. Không sai, ta bây giờ làm không được, ta chỉ là một gã thực vật hệ hồn sư, nhưng cũng không đại biểu ta vĩnh viễn làm không được. Vinh Vinh, ngươi nguyện ý chờ ta không? Cho ta 15 thời gian, ta nhất định đi tìm ra như thế nào mới có thể làm cho chính mình trở lên cường đại, có thực lực, có phương pháp bảo vệ ngươi. Chữ Vinh Vinh như thế nào cũng không nghĩ tới áo tư tạp cư nhiên sẽ có phản ứng như vậy. Nhìn ánh mắt cố chấp trong mắt hắn, làng đột nhiên phát hiện, nam nhân này đáng để dựa vào. Cơ hồ là không có chút do dự, làng gật đầu. Buông tay khỏi bảo vai của chữ Vinh Vinh, áo tư tạp mạnh mẽ xoay người, đem tất cả những điều không muốn toàn bộ che giấu ở sâu trong lòng. Vinh Vinh, ta đi, 15, chờ ta 15. 15 sau, ta nếu còn không có quay lại, ngươi cũng lập gia đình đi. Nếu ta thành công, nhất định sẽ quay lại tìm ngươi. 15 sau, ngươi 20 tuổi, đang bộ phong hòa tươi tốt, chỉ cần ta không chết ta sẽ thành công. Nói xong những lời này, áo tư tạp không có một chút chần chờ, cả người giống như gió liền xông ra ngoài. Hắn sẽ không ở lại thất bảo lưu ly tông nữa, hắn biết ở chỗ này chính mình vĩnh viễn sẽ không tìm được đáp án chính thức, hắn phải đi, phải rời khỏi nơi này.
ra thế giới bên ngoài đi tìm thứ mình cần, thực vật hay hồn sư thật sự không thể bảo vệ người yêu của chính mình hay sao? Không, hắn tin tưởng chính mình có thể làm được, vì tình yêu trong lòng, vô luận như thế nào hắn cũng phải làm được. Nhìn bóng lưng của áo tô tạp biến mất, cả người chữ Vinh Vinh trở lên ngây dại. Cho đến giờ khắc này, làng mới rõ ràng phát hiện, chính mình đã không thể tự khống chế tình cảm của bản thân. Một nam nhân anh Tuấn vì mình mà nỗ lực hết thảy, làng không muốn để cho hắn đi, làng thật sự muốn hắn lưu lại, nhưng làng biết nếu làm như vậy, chính mình cùng hắn sẽ thật sự vĩnh viễn không có cách nào ở cùng một chỗ. Một tiếng thở dài trầm thấp tại sau lưng của chữ Vinh Vinh vang lên, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Nhà đầu ngốc, đừng khóc nữa, nếu trong vòng 10 năm, hắn thật sự có thể quay lại, vậy các ngươi có lẽ thật sự có thể cùng một chỗ. Chữ Vinh Vinh quay người lại, nhìn không biết từ lúc nào chữ Phong Chí đã lặng yên xuất hiện, mạnh mẽ nhào vào trong lòng cha mình, thất thanh khóc giống lên. Kiếm đấu la Trần Tâm, cốt đấu la Cổ Rong lẳng lặng đứng ở đó. Hai đại phong hào đấu la liếc nhau, kiếm đấu la luôn luôn ít lời đột nhiên nói. Thời gian sẽ chứng minh, hắn không phải là đồ bỏ. Nếu như đúng như lời hắn nói, nếu trong 15 hắn không chết, vậy 10 năm sau, hắn nhất định sẽ cho hồn sư giới một cái kinh ngạc. Cho chúng ta một cái kinh ngạc, cứ để cho hắn xông xáo đi. Chữ Vinh Vinh thân là người thừa kế tông chủ, chỗ của làng xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, chứ Phong Chí bọn họ như thế nào lại không nghe thấy. Ba người sớm đã tới, cũng nghe được đại bộ phận nội dung cuộc nói chuyện của chữ Vinh Vinh với áo tư tạp. Bọn họ cũng không có hiện thân, khi chữ Phong Chí nghe được quyết định cuối cùng của áo tư tạp thì trong mắt hắn tràn ngập sự tán thưởng. Sự lai khắc thất quái, quả nhiên không có một người nào là bình thường, có lẽ thiên tư người này kém hơn so với Đường Tam. Nhưng ở trong nội tâm của hắn ẩn giấu sự kiên nghị, điều này đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Chữ Phong Chí không có lưu áo tư tạp lại, cũng đang muốn xem người trẻ tuổi này trong tương lai có thể gây cho mình kinh ngạc như thế nào. Nếu phần kinh ngạc kia đủ để triệt tiêu quy củ của tông môn, vậy cũng không ngại làm nhạc phụ của hắn. Quay trở lại với Đường Tam, Đường Tam đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy bị lao xuống thủy đàm rồi. Thác nước từ trên cao 200 thước đổ xuống, lực đánh sâu vào mạnh như thế nào, chỉ có chính thức trải qua mới có thể rõ ràng. Hồn lực của hắn bị phong ấn, đừng nói tại bên trong thác nước luyện trùy, cho dù muốn bò lên trên khuôn khổ đá thật lớn kia đã rất khó làm được. Suốt 3 ngày thời gian trôi qua, Đường Tam trên tảng đá vô cùng bóng loáng còn chưa đứng vững được.